Hello, xin mến chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay anh em nhìn thấy em vừa về một dòng vang mới anh em nhé, của Lợi Cao Tích. Và dòng vang này phải nói với anh em là cái chất lượng của nó rất là tốt. Và giá thành, quan trọng nhất vẫn là giá thành đúng không anh em. Giá thành cực kỳ rẻ anh em nhé. Một chiếc vang như thế này, đầy đủ các tính năng eco ngọt thỉu luôn anh em nhé. Rất là ngọt. Đấy, nhiều chức năng hay. Đấy, có đầy đủ cổng quang, Bluetooth, đấy, USB đó. Và có cả điều khiển luôn anh em đây. Đấy, có cả điều khiển luôn anh em nhé. Đây dây nguồn, em vừa mở hộp anh em nhé, có mở hộp của nó đây. Đấy, vừa mở hộp một đống đây cho anh em đó. Một cái điều khiển ở đây. Đấy, đúng không? Đầy đủ các chức năng anh em nhé. Đầy đủ các chức năng đó. Eco, delay, đấy, repeat, bát min chép đầy đủ anh em nhé. À, rất là đẹp. Đây là mặt sau của nó này. Đấy, Magentina. Có cắt súp anh em nhé. Có cắt súp này. Có center này. Đó, có hai cổng xuống bên này. Input có AUX1, AUX2 này. Đấy, mic cắm đằng sau anh em nhé. Và một chiếc vang anh em đoán là giá là bao nhiêu? Chỉ với 1 triệu 500 nghìn đồng anh em nhé. 1 triệu 500 nghìn đồng. Đó, anh em sở hữu ngay một chiếc vang. Chiếc vang này chất âm của nó rất là hay. Tí nữa anh em sẽ hát thử cho anh em cùng nghe với con vang FX500 anh em nhé, của Lợi Acoustic. Dòng vang này thì hướng tới những anh em chơi bình dân và những anh em mà làm sao nhỉ, phải nói là đây, em cho anh em nghe tí nhạc nha anh em nhé. Nghe tí nhạc đó. Rồi đây, anh em đợi một chút. Hướng tới chất âm của nó rất hay anh em nhé. Chất âm của nó rất là hay. Chất âm rất là hay. Chất âm của nó cực kỳ hay luôn đấy. Tiếng bát, tiếng chép rất là hay và dễ chỉnh anh em nhé. Tiếng bát, tiếng chép rất là hay, dễ chỉnh. Tất cả đây có thể chỉnh ngay trên phần music anh em nhé. Đấy, chỉnh mic cũng có phần chỉnh mic. Và phần eco cũng có chỉnh bass chép luôn anh em nhé. Đó, rất đơn giản đúng không ạ? Tiếng rất là hay, lực. Đó, ngày hôm nay thì test con này cho anh em cùng tham khảo anh em nhé. Giá chỉ có 1 triệu rưỡi thôi anh em nhé. Chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. Đấy, và có lỗ mic cắm đằng sau, nguồn đằng trước. Đấy, anh em thấy chưa? Đó, ok chưa? Tất cả đều là dễ chỉnh anh em nhé. Đây là một cái màn hình ở đây. Để anh em có thể, đây. Đó, một cái màn hình ở đây thì anh em có thể thấy là Professional Karaoke Pro Set. Đúng không ạ? Rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Em quay gần đó. Đấy, Lợi Cao Tích, con này chất âm rất là hay. Và anh em sẽ nghe thử, em sẽ alo thử cho anh em nghe nhé. Sau đây là cái thứ 9. Anh em phải nghe thấy cái chất âm cho anh em nhé. Sau em lấy cái que chỉnh để anh em có thể là cùng nghe cái chất âm anh em nhé. Sau với cái con này thì tiếng echo, đây là không có echo này. Đây là không có echo. Tiếng mic thô anh em đang nghe nó rất là thật đúng không? Nghe rất là sạch đúng không? Thì với cái này thì em đang không sử dụng chống hú anh em nhé. Đây là ấn vào chống hú này. Ấn vào chống hú này, đây là nhả chống hú ra này. Đây, 6789 nó sẽ nghe nó sẽ thoáng hơn một chút. Đấy, cho echo lên này. Sao? Anh em nghe cái tiếng echo này nó rất là nghe rất là sướng tai. Sao? 7789. Anh em muốn giảm bass của mic đây. Muốn giảm bass của mic thì anh em giảm trên này. Được không? Tăng bass của mic thì tăng lên. Chép cũng vậy, giảm chép, tăng chép. Nghe nó rất là dễ đúng không? Ngoài ra thì chỉnh delay, repeat thì delay đây là nhanh hay chậm. Đây là nhanh, 6789. Giảm cái delay là nhanh, còn tăng cái delay là chậm. 6789 đúng không? Repeat là lặp lại, anh em tăng lên thì lặp lại nhiều. 6 7
giảm đi thì lặp lại ít. Ê, 6, 7, 8, 9. Rất là dễ chỉnh đúng không? Ê, 6, 7, 8, 9. Cực kỳ dễ chỉnh đúng không? Còn cái giờ lờ này, cái giờ lờ này là nó sẽ là đảo loa anh em nhé. Anh em tăng lên thì nó sẽ đảo loa. Đảo loa nhiều hay là đảo loa ít, à, giảm đi thì nó sẽ không đảo loa anh em nhé. À, tăng lên thì nó sẽ đảo loa. Sáu, ê, sáu, bảy, tám, chín. Rất là dễ chỉnh đúng không anh em? Và cái chất âm của nó rất là hay. À, anh em phải nghe cái tiếng alo 1 2 5 6, nghe nó rất là dẻo đúng không? Rất là dẻo tiếng. Đây là một trong những cái con vang cơ mà có tiếng echo em đánh giá của nó là rất là cao. Cái đầu tiên là cái chất âm nó rất là dẻo anh em nhé. Cái thứ hai là cái tinh chỉnh nó rất là dễ. Cái thứ ba là kết nối, rất là nhiều kết nối anh em nhé. Có chỉnh, có kết nối Bluetooth cổng quang, và có một cái điều khiển anh em nhé, để anh em có thể là điều khiển, điều khiển rất là nhiều thứ trên này. Đấy, về nhà anh em sẽ tìm hiểu thêm. Đó. Và con này như em nhấn mạnh lại là giá là 1.500.000 đồng, và bên em sẽ bao ship. Đây là tiếng thô đây anh em nhé. Và lên echo tiếng rất là mượt. Sáu, sáu, bảy, tám, chín, rất là mượt đúng không? Và bây giờ thì em sẽ hát thử cho anh em cùng nghe với con vang FX500 anh em nhé. Mời anh em cùng đeo tai nghe để cảm nhận những chất âm của con vang này. Sáu, em hát trực tiếp luôn anh em nhé. Sáu, sáu, tiếng như rất là êm anh em nhé. 1 2 5 6 7 8 9. Tình ơi xa ly mãi, biển sông dài mênh mông. Bàn tay ôm nỗi nhớ, xôn xao biển rộng. Vì đã mất nhau, mùa xuân đã qua rất nhanh. Còn trăm nỗi đau cuối xa. Tình người như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa sông. Tình nghe như sóng vang trong xanh thẳm lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã xa, tình đã xa đi vội vàng. Khi anh xa em sống, tôi không xô bờ. Khi em xa anh đã chờ mơ. Con sông lang thang đã khổ nơi đầu nguồn. Bên em biển đã chết. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ sông. Tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, tình đã xa đi vội vàng. Anh em nghe qua cái chất âm của cái con vang FX500 này thì anh em có thể thấy là nó rất là mượt trong cái tầm giá đúng không ạ? Với cái giá này thật sự anh em khó có thể mua được chiếc vang cơ như thế này. Trên ngoài thị trường nó rơi vào tầm khoảng độ gần 2 triệu anh em nhé. Bên em chỉ với giá 1.500.000 đồng thôi. Anh em có thể sở hữu được một chiếc vang FX500 rồi. Thì mọi thông tin chi tiết mua cái chiếc vang này anh em có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại ở bên góc dưới màn hình giúp em, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com anh em nhé. Bên em giao hàng toàn quốc. Rất cảm ơn anh em đã tin tưởng mua hàng trong thời gian vừa qua. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Hẹn anh em những clip lần sau anh em nhé. Chào tất cả anh em. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thang Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thang Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.